Hello, xin chào mọi người. Hôm nay gia đình của mình đi ra ngoài ăn nhà hàng ở nhà hàng Mỹ và sau đó tụi mình sẽ đi shopping tại vì cái nhà hàng này nó nằm ở trong mall. Thì bây giờ mình đã tới nhà hàng rồi. Thì tụi mình phải chờ 1 tiếng đồng hồ 15 phút mình mới vô được. Tại vì bây giờ người ta không có cho nhiều người vô một lần cho nên thời gian chờ rất là lâu. Thì bây giờ mình đã vô ngồi ở nhà hàng rồi. Thì gia đình mình sẽ order rồi ăn. Đồ ăn đã ra rồi này các bạn ơi, hôm nay thì mình không ăn thịt hoặc không ăn cá luôn. Còn con gái mình thì order cái salmon salad nhìn rất là ngon. Còn anh xã với lại đứa nhỏ thì order sushi. Thì mời các bạn ăn tối cùng gia đình của mình nha. Ở đây có đồ ăn bánh cake với lại cái này là cheesecake, còn cái kia là carrot cake, là bánh cake cà rốt đó. Ở đây có hai cái món này rất là ngon, lần nào Vân đi ăn ở đây Vân cũng order hai cái món này hết. Mời các bạn ăn dessert nha. Thì cả nhà mình ăn uống xong xuôi rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi shopping mall. Ở đây thì cái tiệm Zara, tiệm này thì mình cũng hay vô đây mua lắm. Đôi khi thì mua được đồ, đôi khi thì cũng không có mua được cái gì. Mời các bạn vào tiệm Zara để coi bây giờ người ta đã bán có đồ bán mùa hè chưa nha các bạn nha. Tiệm này mình chờ tính tiền rất là lâu, khoảng 2 tiếng đồng hồ đó các bạn. Không biết hôm sao, không biết sao mà hôm nay người ta vô tiệm này quá trời luôn. Mình thì mua được hai cái quần với lại hai cái áo. Bây giờ mình sẽ vào tiệm Express. Tiệm này anh xã mình hay mua quần áo ở trong này. Thì mời các bạn vào tiệm này cho vui nha. Ok các bạn ơi, anh xã mình cũng mua được mấy bộ quần áo đằng mặc đi làm. Thì bây giờ mình sẽ đi về, tại vì mấy đứa nhỏ nó không có muốn đi nữa thì bây giờ tụi mình phải đi về. Mình về nhà mình sẽ thử quần áo để coi mình mua nó có vừa không. Thường thường thì bây giờ mình không có vào phòng thử đâu, mình thử mình chỉ có về nhà mình thử, nếu mà không vừa ý thì mình đem lên trả lại thôi. Thì bây giờ mình sẽ thử những bộ đồ mà mình mua để cho các bạn xem cho vui nha.
nay mình đi shopping mua được hai bộ đồ cũng rất là vừa ý, cũng rất là vừa luôn, không phải trở lại đặt trả. Thì Vân cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video, thì Vân hẹn gặp các bạn trong cái video tới.